Hello, kính chào quý vị, xin chào tất cả 500 anh em. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2021. Rất vui khi tôi lại có mặt ở đây để đồng hành và chia sẻ với anh em những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính cryptocurrency. Thì ở video này tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để thêm cái network KCC-MAINNET của sàn KuCoin vào cái ví Metamask trên trình duyệt web. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị cũng thao tác tương tự như trên máy tính. Vâng, và năm 2021 là một năm đánh dấu những bước đột phá của thị trường tài chính phi tập trung, hay còn gọi là DeFi, và khởi đầu cho những cái sàn phát hành những cái network riêng, đó là sàn Binance. Họ ra cái network là Binance Smart Chain Web20, rồi đến sàn Huobi họ ra cái network là HECO, rồi là sàn Hu họ ra cái network là Hu Smart Chain, hay là sàn OKEx họ ra cái network của họ là OKEx Chain. Còn bây giờ là cái sàn KuCoin, họ ra cái network là KCC-MAINNET. Thì có thể đây sẽ là một năm đánh dấu những bước đột phá của ngành tài chính phi tập trung, và các sàn giao dịch có thể là sắp tới sẽ còn nhiều sàn tiếp tục ra những cái chain, ra những cái network riêng của họ, bởi tài chính phi tập trung nó là một cái nền tảng không ai quản lý, cũng như để cho quý vị giao dịch một cách thuận tiện. Tất nhiên hiện nay trên tất cả các sàn tập trung họ đều có hai cái chức năng để quý vị có thể mua bán, đó là chơi và cái chức năng nữa là swap trực tiếp trên sàn. Nhưng cái chức năng swap trên cái sàn tập trung thì nó vẫn bị quản lý, quý vị vẫn phải đăng ký tài khoản cũng như là điền những cái thông tin cá nhân, có thể là nó sẽ hơi bất cập cho một số người dùng. Vì vậy các sàn này họ ra những cái network riêng để quý vị đơn giản hóa trong các vấn đề giao dịch. Thì đây rất có thể là một xu hướng cho tương lai sau này. Rồi, thì bây giờ quý vị ai chưa có cái ví Metamask thì quý vị có thể đăng ký một cái ví mới, và quý vị hãy vào địa chỉ là metamask.io. Rồi ở đây tôi sẽ chọn là download này. Và hiện tại cái ví Metamask họ hỗ trợ trên 4 cái trình duyệt. Quý vị muốn thêm nó vào cái trình duyệt nào thì quý vị chọn vào thêm. Trường hợp mà quý vị đã có ví rồi thì quý vị có thể bỏ qua cái bước này. Ví dụ ở đây tôi sẽ thêm vào cái trình duyệt là S, thì tôi sẽ chọn này. Rồi chọn tiếp vào Get này, chọn tiếp vào Add Extension. Quý vị để ý cái biểu tượng ví Metamask ở phía bên trên này, đó như này là đã được thêm vào ví, thêm ví vào trình duyệt rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn kích vào cái biểu tượng ví này và chọn vào Get Started. Ở đây có hai cách. Trường hợp quý vị chưa có ví thì quý vị hãy tạo một cái ví mới. Còn nếu quý vị đã có ví rồi thì quý vị có thể nhập cái Private Key vào cái phần Import Wallet. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái Private Key và tôi sẽ nhập vào để đồng bộ dữ liệu. Và tôi xin nhấn mạnh lại rằng đây là cái private key tôi sử dụng để test các video. Còn cái private key của quý vị thì quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó, thì tôi sẽ dán cái private key vào cái ô này. Ok chưa? Ở cái ô bên dưới tôi sẽ đánh mật khẩu. Và quý vị lưu ý, cái mật khẩu này quý vị nên sử dụng chữ viết hoa viết thường, có dấu và những ký tự đặc biệt. Rồi, nhập xong, tôi sẽ click vào cái tích này, I have này. Rồi, chọn import này. Ok, quý vị phải kiểm tra lại xem cái mật khẩu nó có trùng nhau không. Đó, rồi nhập mật khẩu đã trùng này, quý vị chọn vào import, quý vị chọn vào online đi, quý vị có thể tắt cái này đi. Rồi, vậy là đã đồng bộ được cái dữ liệu. Thì ở đây cái ví này nó mặc định là nó chạy trên cái network Ethereum ERC20. Rồi thì quý vị chọn vào cái Ethereum mainnet này, quý vị chọn vào cái dòng cuối cùng là custom RPC. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cái thông số và tôi sẽ để cái thông số KuCoin community chain ở bên dưới video này. Rồi, tôi sẽ copy cái chain này, chain name này và dán nó vào cái network lên. Cái chain ID quý vị đề là 321. Cái symbol quý vị đề là KCS. Cái RPC URN thì quý vị sẽ copy cái đường link này và dán vào cái ô new RPC URN này. Và cái phần cuối cùng là cái block explorer này. Quý vị có và dán vào cái block explorer. Rồi quý vị kiểm tra xem các thông số nó đã chính xác chưa. Đó. Thì tôi sẽ để cái thông số này ở bên dưới video. Quý vị chỉ việc copy và dán nó vào thôi. Khi đã chính xác, quý vị chọn vào save này. Rồi, vậy là đã thêm này. Bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Vậy thì làm sao mà quý vị có thể chuyển cái token KCS về cái ví này? Đó, thì quý vị chỉ việc copy cái địa chỉ như quý vị sử dụng cái ví này. Đó, quý vị chỉ việc copy và quý vị vào cái sàn KuCoin, quý vị đăng nhập. Ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào cái sàn KuCoin của tôi rồi. Và tôi sẽ chọn vào cái phần rút tiền này. Ở đây quý vị chọn cái token. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là cái KCS. Đó, quý vị chỉ việc dán cái địa chỉ ví vào cái ô địa chỉ ví thứ nhất này. Quan trọng nhất là cái ô thứ hai, mạng lưới đây này. Đó, đây quý vị chọn đúng là cái mạng lưới là KCC. Thì cái network này nó rất chi là mới, cho nên nhiều các token họ cũng chưa có mở cổng để mà nạp rút trên cái mạng lưới KCC này. Thì nếu như trong những thời gian tới cái hệ network KCC này nó mà phát triển mạnh thì chắc chắn những các sàn lớn nó sẽ mở cái cổng KCC này, thì lúc đó quý vị sẽ thuận tiện cho cái việc nạp rút hơn. Còn hiện tại quý vị chỉ có thể nạp rút trực tiếp từ cái sàn KuCoin này. Đó. Và quý vị sử dụng cái network KCC-MAINNET này, quý vị bắt buộc phải có cái token KCS ở cái ví này để làm phí giao dịch. Đó. Vì đây nó là cái coin nền tảng để chạy trên cái network này. Trường hợp mà quý vị muốn add thêm các token vào cái ví mà nó chạy trên cái network KCC-MAINNET này, thì quý vị hãy vào cái địa chỉ explorer.kcc.io. Thì đây là cái trang để quý vị có thể lấy smart contract để kiểm tra trạng thái giao dịch, truy xuất lịch sử giao dịch, hoặc là theo dõi các địa chỉ ví giao dịch nó chạy trên cái network KCC này. Đó, thì quý vị hãy vào cái địa chỉ này. Ví dụ ở đây tôi sẽ lấy cái smart contract của cái đồng USDT đi. Đó, tôi sẽ đánh vào cái ô tìm kiếm này và chọn đúng cái KCC USDT mà nó có cái biểu tượng logo này. Đó, tôi sẽ copy này, copy, và tôi sẽ sang cái ví meta, tôi sẽ add vào cái phần này. Đó, dán cái smart contract vào đây. Cái ô thứ hai, thứ ba nó sẽ tự nhận. Quý vị chọn vào lệnh này, quý vị chọn vào add token tiếp. Đó, thì cái token là USDT nó chạy trên cái KCC-MAINNET, nó sẽ được thêm vào cái ví MetaMask của quý vị. Rồi, và quý vị ai chưa có tài khoản trên cái sàn KuCoin để mua bán giao dịch thì quý vị có thể lấy cái mã đăng ký mà KTB để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm chi phí mua bán giao dịch các token trên sàn. Và đến đây KTB xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.